Rất vui gặp lại mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Hùng bán nhà của Pháp Hòa Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là website nhà đất hùng.com. Buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người đến với trục đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm biệt thự mini phố kiểu Pháp năm 2019 với diện tích ngang 5, độ dài 16m và đơn cấu 1 trệt 1 lửng 3 lầu, một căn nhà thiết kế theo kiến trúc văn phòng năm 2019 nha mọi người. Căn nhà chúng ta là căn nhà có diện tích ngang 5, độ dài 16m và được đúc cố 1 trệt 1 lửng 3 lầu với công năng sử dụng là sân đỗ xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà chúng ta là hướng bắc, phù hợp với những nhà phong thủy là đông tứ trạch. Hướng bắc có ghé đông một chút xíu nha mọi người, và đây là con hẻm trước nhà này. Con hẻm chúng ta là con hẻm một trục cách mặt tiền đường chính đường Phan Huy Ích khoảng chừng 15m thôi. Hẻm trước nhà là con hẻm 6m, hẻm nhựa. Và mình sẽ quay lên mặt tiền căn nhà chúng ta một lần nữa này. Ngang 5, độ dài 16m. Thiết kế vô cùng đẹp với kiến trúc theo kiểu kiến trúc kiểu Pháp năm 2019. Và mình di chuyển vào phía bên trong căn nhà này nha mọi người. Thì phía trước này chúng ta sẽ có lớp cửa sắt và lớp cửa cuốn phía ngoài. Bên trong chúng ta sẽ có khoảng sân khoảng 2m chúng ta đậu xe gắn máy. Và bước vào trong đây thì chúng ta sẽ lớp cửa chính của căn nhà mình là lớp cửa gỗ căm xe. Lớp cửa rất đẹp và hoành tráng. Và di chuyển trong đây chúng ta sẽ có khu vực gara xe hơi và phòng khách. Thì khu vực này chúng ta có thể làm phòng khách hoặc làm gara xe. Căn nhà chúng ta là căn nhà ngang 5, thiết kế bố trí vô cùng đẹp với nội thất cực kỳ cao cấp, sẽ được gia chủ tặng lại khi chúng ta mua căn nhà này. Và quý hàng quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Những căn nhà ngang 5 thì đang là rất hiếm và giá bán cũng đang là rất hấp dẫn. Và mình xin nói một cái giá bán rất đẹp, rất là nhiều số 8 luôn. Giá bán căn nhà này đang được nhà đất Hùng chào bán trong buổi chiều tối ngày hôm nay với giá là 8 tỷ 888 triệu đồng, còn thương lượng mạnh cho những khách hàng nào thiện chí. Một giá bán toàn số 8 nha mọi người. Thì những vị khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà chúng ta được đúc cố 1 trệt 1 lửng 3 lầu với công năng sử dụng là gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Một căn nhà có bản vẽ thiết kế đầy đủ. Khi chúng ta mua thì sẽ đảm bảo được vấn đề về kết cấu cũng như là độ chắc và vĩnh cửu căn nhà này nha. Ngang 5, độ dài 16m và được đúc kiên cố 1 trệt 1 lửng 3 lầu với công năng sử dụng là sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Được thiết kế bố trí vô cùng thoáng với mật độ xây dựng rất là hợp lý và thoáng như thế này thì căn nhà này đang được nhà đất Hùng chào bán trong buổi chiều ngày hôm nay. Và khu vực trong bếp chúng ta tặng một bộ bàn ăn 6 ghế được làm bằng chất liệu của căm xe này. Trên này chúng ta có cuốn bản vẽ kết cấu của căn nhà mình này. Đây chúng ta có bản vẽ kết cấu nha mọi người. Cầu thang căn nhà này chúng ta được ép sát vào một bên nhà, tạo cho khu vực không gian phòng khách thoáng và nhiều ánh sáng. Thì chúng ta có thể thấy được căn nhà của mình được độ rộng cũng như là độ sâu của căn nhà mình. Và di chuyển trong đây chúng ta sẽ khu vực không gian phòng bếp này. Nhà này chúng ta có thể vừa ở vừa làm phòng công ty. Trên tường chúng ta được ốp gạch tạo kiểu với những đường chẻ sọc rất đẹp và hoành tráng. Phía sau này chúng ta có khu vực không gian tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe. Và chúng ta có khu vực để tủ lạnh. Và ở đây chúng ta có khoảng giếng trời, có lavabo phía ngoài và gương soi. Và ngay đây chúng ta có một phòng vệ sinh ở đây này, để chúng ta sinh hoạt ở dưới trệt này. Mình quay từ phía sau ra phía ngoài này. Với một căn nhà diện tích ngang 5 đang rất là hiếm trên địa bàn quận Gò Vấp, và điều đặc biệt thì nó nằm trên trục đường Phan Huy Ích. Sát bên trục đường Phan Huy Ích này chúng ta có siêu thị MH2 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích 35.000 m2 đang xây nha mọi người.
thì cuối năm nay sẽ đi vào hoạt động thôi. Thì giá trị những căn nhà ở trên trục đường Phan Xích này đang tăng rất là nhanh. Thì những vị khách hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ với bên mình, bên nhà đất Thị Hùng để đi xem những căn nhà phố trên trục đường Phan Xích, một khu vực đang rất là đầu tư rất là sinh lời. Khu vực cầu thang chúng ta sử dụng là tay vịn được làm bằng chất liệu là gỗ sồi, mặt đá hoa cương kim sa, kính cường lực 10 ly. Và mình đang di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng phòng tiếp khách chính của căn nhà mình này. Thì khu vực không gian tầng lửng này chúng ta để ý thấy này, tầng lửng của chúng ta có giếng trời này, được bố trí và trang trí với rất là nhiều những chỉ nẻo rất đẹp. Sàn chúng ta sử dụng là sàn gỗ. Đầy đủ hoa văn nha mọi người. Đây, hoa văn đây. Những anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì hãy nhanh tay liên hệ bên mình đi mua và sở hữu ngay những căn nhà phố đẹp, giá đang rất là hợp lý. Một thời gian nữa thôi thì địa bàn quận Gò Vấp giá nhà sẽ tăng lên rất là cao. Chúng ta đang có nhà ý muốn mua thì hãy nhanh tay liên hệ bên mình để đi mua những căn nhà. Thời điểm bây giờ giá đang rất là mềm nha. Một thời điểm nữa thôi thì giá nhà ở địa bàn quận Gò Vấp sẽ tăng rất là cao luôn. Đây là khu vực phòng ngủ này. Chúng ta có phòng ngủ số 1. Phía ngoài này chúng ta có cửa được làm bằng cửa nhôm xi pha. Và lan can thì của chúng ta là lan can sắt đúc mạ đồng, rất là hoành tráng. Đây chúng ta có khu vực tủ âm này, tủ âm tường và phòng vệ sinh trong. Đây chúng ta có phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh chúng ta được làm gọn vào một bên nhà với thương hiệu nội thất là Vida Sandra, có bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, vòi tắm massage, xông hơi nước, rất là hợp với những căn nhà phố hiện đại. Và mình nhắc lại là giá bán căn nhà này với một giá bán toàn số 8 nha mọi người, 8 tỷ 888 triệu đồng, còn thương lượng mạnh cho so với thương lượng mạnh với anh chủ nhà. Và đây là phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau. Chúng ta cũng có tủ áo ôm tường, có cửa sổ ra giếng trời và có phòng vệ sinh trong. Đây là phòng vệ sinh của chúng ta này. Với một căn nhà đẹp, diện tích ngang 5, hẻm một trục Phan Xích và với một giá bán toàn số 8 như thế này thì quý anh chị nào quan tâm thì hãy nhanh tay đến bên mình để sở hữu ngay căn nhà phố này nhé. Một căn nhà theo kiến trúc kiểu Pháp năm 2019. Kiến trúc rất đẹp với bản vẽ thiết kế đầy đủ. Chúng ta có bản vẽ thiết kế như mình đã quay ở dưới đấy. Có để bản vẽ thiết kế trên bàn luôn cho mọi người coi nha. Phòng ngủ số 3. Lan can này, sắt đúc mạ đồng nha mọi người. Rất đẹp. Nhà này nếu mà anh chủ nhà làm cổng bằng sắt đúc mạ đồng thì tuyệt vời luôn. Nhưng mà rất tiếc, cổng chúng ta là cửa sắt nha. Phòng ngủ số 3 cũng có phòng vệ sinh trong luôn. Nhà chúng ta được xây theo kiểu lệch tầng nha. Lệch tầng thì mình đi hơi bị thoải mái. Phòng ngủ số 4 cũng vậy thôi, trang trí hơi khác một chút xíu. Mình quay hơi nhanh một chút xíu do hôm nay thì đi quay hơi nhiều nên là hơi mệt một chút xíu thì mình quay hơi nhanh, mọi người ráng xem nha. Căn này có diện tích ngang 5, dài 16m và chúng ta xây dựng là được 13m nha. Hơn 2 mét là phần sân phía ngoài, nằm trong quy hoạch lộ giới. Phòng thờ, ở đây chúng ta có phòng thờ và chúng ta có thể làm phòng ngủ luôn, phòng ngủ số 5 nha.
Nếu mà gia đình mình có làm phòng ngủ ở đây thì vẫn ok. Hoặc chúng ta làm phòng thờ. Và ở đây chúng ta sẽ có khu vực phòng giặt phía sau. Và ở đây chúng ta có phòng vệ sinh này. Ở đây chúng ta có phòng vệ sinh ngoài nhé. Ở cái phòng kia chúng ta làm phòng dành cho người giúp việc. Đây chúng ta có phòng giặt này. Và sân phơi. Đây chúng ta có phòng giặt. Phòng massage. Đây chúng ta có phòng massage nha mọi người. Mình vô coi nào. Đây phòng massage nhé. Phòng xông hơi massage nha mọi người. Phòng này là phòng xông hơi. Đây chúng ta có phòng xông hơi. Rất tuyệt vời. Và mình nhắc lại là giá bán là 8 tỷ 888 triệu đồng, còn thương lượng mạnh với anh chủ nhà nhé. Một căn nhà ngang 5, độ dài 16 mét, hẻm một trục đường Phan Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm thì hãy nhanh tay đến với bên nhà đất Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.